Dạ, Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Tiếp tục hành trình chia sẻ đến mọi người điểm điểm chay thì hôm nay Dương đi ăn trưa nha mọi người ha. Thì Dương đang có mặt ở quán chay, một quán chay bình dân thôi, tên là quán chay Mẫn Ý. Cơm hủ tiếu xào, địa chỉ là 338 đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8. Và hôm nay không phải Dương đi một mình mà Dương đi với một người anh. Dạ. Em chào mọi người, anh Đức mọi người ha. Dạ, anh Đức hủ tiếu đậu hũ chiên giòn đây. Hôm nay thì hai anh em có hẹn nhau để mình đi ăn trưa thôi mọi người, chứ không phải là một video review gì đâu, nhưng mà đây là quán chay quen thuộc của anh đúng không anh? Đúng rồi. Quán chung chay Mẫn Ý thì Đức ăn cũng mấy năm rồi đó. Vậy hả? Rất là ngon luôn. Đó hồi là một cái quán của người Hoa và nó có những cái món mà làm trực tiếp tại quán á. Nó kiểu như là làm áp chảo đúng không? Thơm dạ. Lắm luôn, anh rất là thích luôn. Rồi bây giờ thì anh em đi ăn trưa mọi người ha. Một video cũng vô tình phát sinh thôi nên mọi người có gì bỏ qua. Rồi em anh cùng vô ăn nha. 338 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8. Giờ hồi nãy em có quay rồi, anh em mình vô nha. Okay, ok anh. Hủ tiếu xào anh. Dạ, kiểu người Hoa đó. Ngồi đi con, ngồi chứ chú làm cái chú ra liền. Nhiều khi em đi quay khán giả xem mấy món Hoa, khán giả người không biết á, họ kêu sẽ có chảo mà đen bao nhiêu năm trời không chùi được hay sao đó, mới kêu là về là phải đốt cái chảo cho nó đen như vậy nó có cái mùi chảo xào nó khét nó ngon. Có rồi, em ngồi đi anh ra liền. Xào khô là không bỏ nước hả anh? Nếu mà xào có nước là phải làm Em nghe giọng thích nói phải người Hoa không hay là người Việt mình phải ạ? Anh là người từ người Tiều á. Dạ. Rồi em đi qua những quán của mấy cô chú người Hoa, người Tiều á, đúng người Tiều luôn. Làm mấy món như là hủ tiếu hồ nè, hủ tiếu hồ mì sùi cạo nè. Trời ơi, người ta thích lắm. Em này hủ tiếu hồ nè. Vậy hả? Ở đấy hả anh? Mà tại đây người Việt không anh. Vâng ạ. Trời ơi. Vô tình hôm nay ha, anh Đức sẽ nhìn đến một quán cũng anh cũng người Hoa người Tiều luôn mọi người. Đó, một phần xong rồi đó. Nên gọi ha. Em nấu nên nấu nước lèo hả anh? Nước lèo. Nước lèo này mình nấu món gì anh nhỉ? Anh nấu bằng dao củ không? Không, nhưng mà nước lèo này là để mình nấu món mình cho món hủ tiếu. Hủ tiếu đúng không ạ? Nước rồi mình ok, mình bỏ mì vô mình trụng ha. Dạ. Đang ngồi chờ em xíu nha. Đây hủ tiếu. Rồi quán bình dân nhỏ nhỏ mà món gì cũng có anh ha. Đúng rồi, có mì nhỏ. Nói chung là kiểu như là mấy món mặn nhưng mà anh làm đồ chay hết. Dạ. Mì xào giòn anh cũng có mà. Vâng. Anh cũng tự nhà làm hết. Đây là món gì đây anh nhỉ? Đây là món mì tươi á. Mì tươi. Đúng rồi. Mì tươi nước anh ha? Mì tươi nước. Trời ơi, nhìn cái chỗ bán đồ cơm của anh nè. Nhỏ nhưng mà rất là sạch sẽ và nhiều món hấp dẫn ha. Đây đây, cho em quay. Đây, tôi hủ tiếu. Đây. Mì nước. Em dạ đúng anh. Anh Đức anh ở đây được lâu chưa anh? Hả? Anh ăn mấy năm rồi đấy. Mấy năm rồi hả? Ừ. Ăn đây cũng mấy năm rồi đó. Quen luôn á, hồi nãy em vô em nói anh là em là bạn anh Đức, cái kêu ô anh Đức hả, ngồi chơi đi em. Ngồi chơi thể tiền thắng chứ. Thôi mà. Lúc trước cái quán còn xích ở ngoài đó. Dạ, đúng rồi, anh nói là làm đường á, mình xích vào trong. Mấy thọc gì trong đây. Dạ. Rồi em không, lúc nãy em chạy ngang đây nè, để em ghé quán em nhìn nhỏ nhỏ thì em không ngờ là trong này là nhiều món như vậy luôn á. Đó, để được có mấy cái bàn hết hả? Bây giờ về nhìn nó tươm tắt hơn hồi nãy nhiều. Nhưng mà đợi nó làm đường xong rồi anh cũng phải làm lại một cái nữa. Dạ. Để chắc đúng rồi. Mình quá trời món luôn. Quán này nhỏ nhỏ chứ làm đoạn con. Dạ. Rồi hấp dẫn. Em có thấy mấy cái chảo của anh không? Đó, em nói em có nói khán giả đó. Là chảo là bắt buộc mình phải đốt cho nó cháy khét vậy á. Biết thọ. Dạ. Ở anh xào mấy cái món xào của anh thấy anh. Vâng ạ. Có mùi hơn ha. Cái mùi cháy cháy nó hơn. Vâng ạ. Tại đồ chay ít có ai làm áp chảo kiểu đó. Vâng ạ, đúng rồi anh. Nhưng anh làm.
tên món gì kia là y chang đồ mặn luôn á. Đúng rồi. Dạ. Nhưng bây giờ không kêu là biết làm sao. Mình không kêu theo đồ mặn. Dạ đúng rồi. Biết làm sao mà cách kêu cái gì mình làm được. Đúng rồi. Đồ anh làm lẹ lắm. Mì gói. Dạ mì gói nha. Em ăn đến, mì sò giòn nha. Vâng ạ, à, đến đây là thưởng thức phải mỗi người một món á. Anh làm mì sò giòn luôn. Dạ. Buổi làm anh mới sò đá. Mình để cho xíu dầu cho đốt than ha, cho nó cho nóng lên. Món này là cho anh Đức ăn ha. Dạ. Xào. Dạ. Nãy có làm một lần rồi. Có cái thơm đó. Dạ. Đúng chính xác, rất là thơm luôn. Cháy cháy nó thơm rồi. Tay mới bị gãy ra hết sốc rồi. Dạ giờ sao vậy anh? Té. Dạ. Có phải gánh đinh gì không ạ? Có, nó bắt mình cái đẹp dài một cọc. Dạ. Hôm nay là làm đại đường rồi. Lớn vậy đó. À, bữa nay cái tay ảnh nó đau á, không có sắp được cho nên không có làm cho nó cháy phần được. Không không có ấy lên hả? Ờ nó cháy lửa phần phần lên nữa. Vui lắm. Dạ. Biết sao tay anh khỏe mình lại ghé. Hôm nay là anh chị đi ăn thôi nha, không phải đi yêu nha khán giả nha. Đó, anh em tự nhiên ăn mừng rồi. Anh em bữa nay đi ăn mừng. Bữa sau không, anh mừng là bữa sau em qua tuần em sẽ mời anh qua bên kia. À. Đó, anh mừng. Cái này là mình đi ăn trưa thôi. À, ăn trưa. Dạ. Anh mừng gì thì tuần sau thì Dương sẽ quay clip em với anh Đức cho mọi người xem. Dạ. Em trai Dương này dễ thương lắm. Thấy quán của em á, qua cái quán em bển đồng đồng với là em mới qua review. Cái bữa nay anh em đi ăn. Cải ha. Em chắc cũng ăn hết dầu thôi mà phải không? Cứ bình thường anh cứ làm theo ý anh. Tại vì thấy sao coi làm thì khoảng nhiều người nhiều dầu quá người ta không ăn. Dạ đúng rồi. Chứ người qua thì thật sự ra người ta ăn dầu nhiều lắm. Em anh cứ làm bình thường em dễ ăn lắm. Chứ anh làm ngon cho nên cả ngày em ăn cũng được đó. Quán ở đây gần này có quán cà đồng ngon. Em đã có cái quán em ưng ý lắm luôn ở đây nè. Đó là em chạy qua thôi chứ không cần. Dạ không cần phải mà giá cũng là rất là hữu nghị nha. Dạ. Đây là nhiêu nè? 25.000 đó, 25.000 đó. Chưa xong nha. Cái gì này mà đi qua xong. Bên mấy cái khu như bên Quỳnh Bản Đạt thì biết cảnh nha. Chưa xong. À, miếng sườn chiên nữa. Đó. À, được rồi. Rồi hoàn thành. Đó. Rồi anh Đức tự bê luôn ha. Rồi ok nha. 25.000 mọi người. Đây. Trời ơi nó thơm quá à. Bao nhiêu lần ăn rồi nha mà vẫn thích cái món này. Rồi hả anh? Hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào nhưng mà bánh là bánh kiểu là bánh phở đó mọi người, tại người Hoa ha mọi người ha. Là, cái này là phở xào hay hủ tiếu xào anh? Hủ tiếu xào đó anh. Xào, cái này là hủ tiếu xào đúng không? Rồi. Mời anh Đức ra đọc ra bàn ha, đến lượt món em mọi người ạ. Rồi bây giờ sẽ đến món hủ gì? Hủ giống như hủ tiếu hồ á. Dạ, ồ giống như hủ tiếu hồ anh hả? Đúng rồi. Rồi anh làm cho. Nói chung là vô đây thì Dương kêu là anh làm món nào mà ngon á, hấp dẫn á thì làm thôi. Mình Dương thì cũng không kém anh lắm đâu. Mình sẽ bỏ bột năng cho ha, cho sệt sệt tí đúng không anh? Đồ chay thì thường thường nó cũng phải có những cái món như vậy. Dạ. Ở đất à. Bỏ dừa thôi chứ. Đây là mì sườn giò. Rồi khi em ăn á thì em bẻ vô từ từ rồi sau. À vậy hả? Khi em ăn là mình bẻ vô. Mình bẻ vô vô trong cái nước này nè. Ờ vậy hả? Chứ em chan vô thì nó sẽ bị mềm cái mì nó sẽ mất. Cái quan trọng là cái nồi nước lèo lúc nào cũng phải sôi mới được. Dạ, lúc nào cũng để sôi từ sáng đến chiều đến tối luôn à. Đúng rồi, cứ hết hai than rồi. Ồ, mình dùng than hả anh? Than. Đó, là kiểu truyền thống anh ha. Đúng rồi, truyền thống luôn. Truyền thống á. Với lại bán giá của anh đó mà xài điện chắc không chịu nổi. Dạ.
Rồi em ngồi đi, anh có cơm đậu hũ rồi chả rồi nấm đúng không anh? Đúng rồi, rồi, nấm. Rồi cái với lại bánh này là bánh Quỳnh Thánh chiên, dạ, có nhân trong đó nữa. Bao nhiêu tiền ạ? Này chỉ 20.000 thôi. 20.000 thôi. Đúng rồi, 20.000. Này ha, mình quay hơi vòng vòng xíu khán giả coi thông cảm xíu. Đó 20.000 ha. 20.000 thôi. Đó. Còn cái dĩa hủ tiếu xào nãy đó là 25. Dạ. Vậy thôi à. Tối đa 25.000 thôi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh làm dĩa cơm nè, mình quay hồi nãy giờ toàn món hủ tiếu rồi mì nước á. Hằng ngày mình có đổi món không anh? À, quan trọng là những cái món chính là như vậy. Dạ đúng rồi. Rồi có những ngày á, mình làm thêm món này món kia vậy thôi. Dạ. À, quan trọng những người ăn cơm chay đó họ quen cái khẩu vị của mình rồi. Vâng ạ. À. Còn một dĩa như vậy là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Dĩa này là có nấm nó là 25.000 thôi. 25.000. Rồi đúng rồi. Có canh nữa nha. Dạ. Yeah. Có canh nữa nha. Canh thì có khi mình nấu canh bí đỏ, bí xanh, rồi có khi nấu canh chua. À. Rồi bây giờ thì Dương Văn Đức sẽ thưởng thức hai món của quán, là một món gì, món đó là anh gì vậy anh nhỉ? Cái này là hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào, mình của em đó là dạ, hủ tiếu xào của em là hủ tiếu nước. Tiếu xào áp chảo. Của em là hủ tiếu kiểu thuốc khô hả ta? Của em là mì xào giòn. À mì xào giòn, mì xào giòn nước. Em ăn. Rồi hai anh em thưởng thức ha. Rồi, mời mọi người ăn nha. Mời khán giả nha. Hôm nay hai anh em là tại vì hôm nay Dương đi quay bên quận 10 á. Rồi sáng có nhắn tin hỏi anh Đức thì hỏi anh ăn chưa? Thì chưa ăn thì hai anh em mới ăn thôi mọi người. Một video không chuẩn bị trước nha, mọi người có gì xuất xuất thì mọi người thông cảm. Rồi ngon không? Quá trình ngon luôn á. Hấp dẫn nha. Hỏi anh coi có quán nào ngon không? Bình dân được rồi, không cần sang trọng mà. Hai anh em cái ăn lắm, cái dĩa vâng. Cái dĩa to tổ 4 vậy nè, có 25k thôi. Chào. Mà xào áp chảo ngon lắm. Đúng rồi. Ở đây có... cơm chiên áp chảo ha, phở xào à, áp vậy chảo hả? Ha. Cơm chiên áp chảo nữa ha. Bún cái gì mì xào giòn ha. Em ngồi đây mà em thấy cái mùi thơm từ cái sợ đó. Đó, dạ. Trời ơi, cái mùi nó bay. Đúng là mùi chuẩn vị người Hoa luôn mọi người. Hấp dẫn lắm. Ở đây có ớt ngâm nữa ăn ngon. Dạ. Ớt ngâm chua. Họ đã bất ngờ anh là người Tiều sống dưới Sóc Trăng. Dạ. Yeah. Rồi mời mọi người. Rồi ok mọi người ha, chị ăn luôn nha. Món này đồ chay thì thực sự là đầu tiên nhân quay đây mọi người. Đó, thì anh kêu cái này là mình phải bẻ ra. Xong mình bỏ vô đây. Đó ha. Ok để Dương để máy lại cho nè. Cho dễ nè. Cái này anh bẻ ra, anh cho vô trong cái này. À em bẻ ra. Ừ. Bẻ cái mì ra đây. Em lấy chiếc đũa em để ngang này nè. Em ấn xuống một cái cho nó bẻ làm đòn vậy, em bẻ cho nó ra. À ok. Cái này anh Đức phải chỉ đó mọi người ơi. Lấy đũa mình cầm đũa mình để ngang. Anh có kinh nghiệm ăn đấy. Ấn xuống cái nó bẻ ra. Đâu, ấn xuống. Hai chiếc. Ừ rồi, ấn xuống. Ấn xuống cái. Nó bẻ ra. Rồi dùng lực kéo thôi nha. Rồi. Okay. Đó, em có thể ấn ngược ngang cái nữa chuyển thập á. Ừ. Vậy đó bây giờ nó sẽ dễ bẻ đi ha, bẻ nhanh mọi người ha. Bẻ thì nó hơi rồi, dụng ok mình ăn bình dân thì cứ vậy thôi mọi người. Rồi, ok đó vậy đó. Đó nhúng vô đây. Ừ. Đúng rồi. Thế là anh hay đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Lạc thì mình thêm nước. Lạc thì em thêm nước tương. Dạ, ví dụ như là đi ăn thì không biết đâu thì đây có hai chuyên gia chị luôn. Vâng ha. Bếp có là anh Đức luôn. Hôm qua báo mấy giờ xong anh? Thì của anh phải không? Dạ. Hôm qua hả? Dạ. Hôm qua 10:30. 10:30. Ừ. Này bạn bán đầu vui. Vâng ạ. À. Cái này theo khẩu vị của người Hoa. Dạ đúng rồi. Người Hoa em đi quay cũng nhiều mà. Ừ. Chưa có quay được cái món mà đồ chay mà làm sao tại chỗ thì đó cái ấp chảo như vậy á bạn anh thích chỗ này lắm dạ. Mà nó ở cách chỗ anh có 5 phút mà cho nên anh đi hoài. Bữa nào mà ăn mấy cái món kia chén chén là chạy qua đây bởi vì liền. Cái bột năng thịt thịt á, đậu hũ, nấm,
quán để như vậy nè, cái em ăn tới đâu em bỏ mì tới đó, nó không có bị mềm, mì nó vẫn giòn hoài luôn. Hồi chiều mới giờ về bắt đầu phải làm đồ chuẩn bị bán buổi tối anh. 3 giờ. 3 giờ chiều anh. 3 giờ làm đề tới khoảng 5 mấy xong. Dạ. Em anh em thấy cái sườn non này nó rất là giòn luôn nè. Ừ, đúng không? Đúng rồi, cái sườn non để chiên giòn hơn. Dạ. Yeah. Ha, dừng quay cận cảnh cái dĩa mì của anh Đức nè. Vậy hả? Ăn nãy giờ rồi, hết rồi anh ha. Cũng còn quá trời luôn á. Nhiều chứ, dĩa này bự lắm. Nhiều lắm. Ừ. Ăn một dĩa này là no. Dân người ta ăn cho no mà. Dạ, chúng ta bán bình dân. Đâu phải mà cái dân khách sang mà đi ăn. Vâng. Trả tiền là không phải. Dạ. Làm để cố tình cho người ta ăn no. Dạ. Thật sự dĩa cơm mình làm thì người yêu anh hết đâu. Vâng. Anh làm nhiều lắm. Dạ. Như em là em chừa lại rồi đó. Em nhìn em nhanh không hết rồi đó. Có những khách sạn họ chỉ cần tí rồi ăn lấy vị thôi, còn mình làm có công nhân lao động mình ăn luôn. Dạ. Đây là tô của Dương ăn nãy giờ rồi đó mọi người ơi. Còn dày đây, còn nấm, còn đậu hũ, còn sườn non, còn rau. Á trời ơi, lâu bay quá à. Mì ha. Đây heo quay đúng không? Heo quay kiểu như heo quay là ba rọi anh ha. Cái này là làm heo quay chai, nó cũng có nạc, có mỡ, có da luôn. Mấy cái này có phải làm từ bánh mì không anh? Không, cái bánh mì là có cái bánh mì cái đó. Phần ngoài này nè, cái dạ, cái lớp này nè, bánh mì nè. Cái này bột mì nè. Đúng cái rồi. Này sườn chai nè. Dạ. Sườn xay nhuyễn ra. Ừ. À làm chai mình có mà dập dập ra đó, mình ha. Có biết quyết gì làm khác với nơi khác không anh? Khác á, cái này là nó làm khác á. Nhìn thì giống nhưng mà làm khác. Dạ. Cái sườn chỗ khác thường ta để nguyên miếng vô. Dạ, để nguyên một miếng anh làm khác kiểu người ta. Ừ. Vâng. Cái sườn đây anh xử lý sao, đập dập dập ra hả? Không, anh xay nhuyễn ra luôn á. Xay nhuyễn, xay nhuyễn cái sườn non ra. À. Rồi bắt đầu mới ép lại thành một lớp không anh? Đúng rồi. Rồi. Ok, là có lớp thịt nạc dưới hả? Đúng rồi. Cái thịt nạc nghe mắc cười quá. Là làm nạc, còn bột á thì mình cần là mỡ. Cái bánh mì thì là mình làm thành da. Hôm nay tô gì đây anh? Này là bún riêu. À bún riêu anh hả? À, có bún riêu nữa. Bún riêu nữa. Rồi, bún riêu, bún bò quế có luôn. Vâng ạ. À. Bún riêu đó. À, nước. Đây có bún riêu nữa nha mọi người. Dạ. Rồi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi vậy là bún riêu, bánh canh, dạ. Bún, hủ tiếu gì? Hủ tiếu mì. À, quá trời. Chưa kể mấy món đồ khô ha. Dạ, đồ khô rồi nước cũng có cho ăn món mình lâu lắm hết. Cái gấp nhỏ xíu mà 18 món luôn rồi. 18 món hả anh? Sao anh đếm được 18 món? Anh nói 18 món là cái kiểu nói dân gian. À vâng ạ, là số lượng nhiều hả anh? Đó, anh làm liên tục luôn á. Rồi, cái tiếp là hủ tiếu mì ha. Chợ mấy ngày chay á là em lại đây là thôi anh ngợp luôn. Dạ. Ngày chay cũng bán chừng đó món luôn hay sao anh? Mà ngày chay cũng bán chừng nhiều bao nhiêu đó món thôi, nhưng mà số lượng nhiều hơn. Số lượng khách nó gấp 5 lần luôn. Dạ. Chị ăn gì chị? Rồi chị đợi em cái nha, em làm đi ra liền à. Phần thập cẩm là gấp hết cả các món anh ha. Một vài món. Thập cẩm thì mình cho mà cũng 5 món 6 món thôi, chứ gấp hết thì cũng đâu có chỗ đâu mà để. Vâng, đúng